Hello, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình nha. Dạo thời gian này mình bận quá không có ra clip cho mọi người á. Thì mình thấy các bạn hay comment có một số bước không có hiểu rõ nên mình làm lại cái clip này hướng dẫn chi tiết các bạn theo dõi nha. Cái bước đầu tiên là mình phải trộn đất nha các bạn. Thì để trộn đất thì các bạn có thể sử dụng vớt rồi đất ở ngoài vườn mình cũng được. Rồi sau đó là than nếu có, còn nếu không có thì các bạn sử dụng cát ha. Mà ở đây là cát mình sử dụng là phải là cát hạt hơi to, giống như là cát của ngoài biển á, hay là cát xây dựng mà hạt to á, chứ còn nhỏ quá là nó sẽ dễ bị bết lại lắm. Đất ở trong hình đó là mình đã có trộn cát rồi nên mình chỉ trộn thêm vớt nữa thôi. Thì các bạn trộn đều lên, chừng nào mà nó không còn cái màu trắng sáng của vớt nữa là được, hoặc là các bạn cảm nhận là nó đã đều rồi là được các bạn ha. Cái bình hôm nay mình sử dụng là cái bình nắp gài, nó có cái ron cao su rất là kín, nhưng đều mình bỏ cái ron đi. Tại sao mình bỏ cái ron đi thì các bạn theo dõi cuối clip mình sẽ giải thích ha. Bước kế tiếp là mình sẽ làm cái đáy hình, thì mình sử dụng cái hạt sỏi to mình lót ở dưới, thì độ dày thì khoảng tầm 3 đến 4 cm thôi. Sau đó mình sẽ, đúng ra là mình sẽ làm cái lưới luôn các bạn, mà do bữa nay mình không có lưới, mình sẽ lót bằng vớn. Thì vớn này nó cũng có tác dụng như cái lưới thôi, rồi nó cũng giữ ẩm. Mình lót xong rồi mình xịt nước đó cho nó thấm nước như nè, rồi mình bắt đầu vô thôi. Thì kế tiếp là mình sẽ cho than, lót một lớp than nữa. Lớp than thì cho các bạn nào không biết luôn á, là mình để dành cho nó khử khuẩn các bạn đó, mình xả đều ra. Rồi bây giờ là đến công đoạn vô đất, thì mình cứ vô từ từ thôi. Sau khi vô xong thì bắt đầu mình có thể xếp bố cục được. Mình bắt đầu vô bố cục các bạn, thì các bạn có thể sử dụng là đá nè, rồi lũa gỗ nè, hoặc là sỏi cũng được. Ở đây hôm nay cái bình này mình có luôn cả đá với lại lũa luôn, thì mình làm cho nó hai cái luôn các bạn. Sau khi các bạn xếp xong bố cục á, các bạn chú ý ha, mình sẽ vô đất ở phía trong, ở trong cho nó cao lên, để khi mình trồng cây á thì ở ngoài mình vô mình sẽ thấy là cái cây ở trên nó cao lên một chút xíu nữa thì bố cục mình mới đẹp. Còn những cái rêu nhỏ thì mình trồng ở tiền sảnh, cái phần ở phía sau gọi là hậu cảnh ha. Thì hậu cảnh mình có thể trồng dương sỉ hoặc là cái cây nào cao cao hoặc là nhung gì đó, nói chung là ráy cũng được. Ở đây thì mình sử dụng ráy và một cái cây loại riêu mà mình không có nhớ tên. Rồi các bạn cứ trải đều ra ha, rồi nếu mà có dụng cụ đầy đủ thì các bạn quét nó ra cho nó đều, với lại nó không có bị dính ở trên thân cây á, nó xấu á. Trong khi mình đang coi clip thì mình cũng chia sẻ một chút xíu các bạn ha. Có nhiều bạn inbox mình hỏi là sao mấy lần sau làm clip nó không có nói nữa. Không phải mình không muốn nói nữa, mà mỗi lần mình nói mình chỉnh nó hơi lâu á, mà do mình cũng không phải làm bài bản để lấy view hay gì hết, mình chỉ làm chơi cho vui thôi, nên khi nào rảnh thì mình mới làm. Rồi cũng thấy là nói hoài nó cũng không biết nói gì, nó hay lặp lại người ta cũng nhàm á, nên mình ghi lên trên màn hình. Thật ra nói nó nhanh hơn, ghi nó lâu lắm, chỉnh sửa đồ các kiểu. Rồi cũng nhiều bạn inbox mình á, inbox nửa đêm thôi hỏi cái này kia, mà cũng thấy cũng vui mà, nên cũng nếu còn tỉnh chưa có ngủ thì là bữa đó không xỉn thì mình cũng trả lời. Nên nếu mà chưa có trả lời thì các bạn thông cảm nha, cũng đi làm về mệt lắm, chiều rảnh rảnh rồi mới trông mấy cây chơi cho vui thôi. À,
Có nhiều bạn thắc mắc là sao khi mà mình trồng cái cây vô á, nó không có vô dính vô cái đất được. Thật ra là trước khi mình trồng là mình cũng dùng cái nhíp á, mình ngoét cái lỗ xong rồi mình nhét nó vô, rồi sau đó mình mới đắp đất vô lại. Chứ còn nếu mà mình nhét lỡ cây nó, cái cây nó mềm quá nó sẽ dễ bị đứt gốc lắm đó, mình chỉnh sửa. Ở đây mình trồng luôn cả một cây rẫy ở bên gốc, thì khi mà đá nó che mất á, mình sẽ không thấy cái gốc xấu của nó. Rồi sau nếu mà sau này nó phát triển to lên thì nó cũng không có che cái bố cục ở phía trước đó. Đó là lý do tại sao các bạn mới làm đất cao lên là vậy đó. Còn lỡ sau này rêu mà nó tốt, nó tràn ở trên cái tiền sảnh của các bạn thì đẹp thôi, nó sẽ cua những mấy cái clip ở trên mạng vậy đó. À, bây giờ là tới cái giai đoạn mình trồng rêu ở cái tiền sảnh đó các bạn. À, các bạn hay inbox hỏi mình là mình nên sử dụng cái loại rêu nào, kết hợp nó ra làm sao. Thì nói thiệt với các bạn là mình cũng không có rành về cái việc đó lắm. Nhưng điều theo thời gian mình chơi á, thì mình rút ra một cái kinh nghiệm á, mình hỏi người bán. Tại vì người ta là người ta kinh doanh mà, người ta sẽ biết, và ta cũng muốn là mình mua rêu về nó trồng được đẹp thì mình mới mua nữa. Nên cứ đừng ngại cứ hỏi là ở cái rêu này nó sống ở cái môi trường nào anh, nó ẩm lắm hay là phải kín hết hay là hở hay là sao đó, thì mình cứ hỏi người ta không sao hết. Và thường thường á, mình nhận thấy là cái rêu nào mà nó bò á, thì nó sẽ có ẩm ẩm thôi nha, chứ không phải ngập nước nha, ngập nước là khác. Còn cái rêu nào mà nó có dạng tơ tơ như cái trong cái hình nè, nó có hình khóm khóm á, thì nó cũng ưa ẩm nhưng nó lại ưa cái đất mềm, và ánh sáng của nó là ánh sáng ít. Các bạn nhớ kỹ nha, cái rêu mà ẩm nhiều á, thì nó có khi nó không cần ánh sáng đâu, nó ánh sáng cực kỳ nhẹ luôn thì nó sẽ lên xanh, tại vì giống như là nó bị thiếu sáng á, nó mới lên đọt được. Còn các bạn đánh đèn nó nhiều quá thì nó sẽ chết thôi. Cái đợt này là do có nhiều cái loại rêu á, rồi sẵn rồi trồng cho các bạn xem luôn, chứ bình thường ở nhà không còn rêu nữa, mình hay tặng người ta lắm. Thì trên hình thì nó có 5-6 loại rêu, có Phép Pin Việt nè, rồi có cái giớn giớn tươi á, bạn lên mạng tìm giớn tươi ha, rồi có cây tứ phương nè, rồi có farm nè, rồi có Spinky nè, rồi có đầu trắng nè, nói chung cũng nhiều. Thank you.
mình cứ tiếp tục trồng rêu vô phía sau nữa các bạn, để khi mà nó giữ ẩm cho những cái cây phía sau một phần. Một phần là lỡ mình có xây cái bình đi á thì mình sẽ thấy phía sau nó không có trống quá. Rồi thêm nữa là các bạn có chú ý, hồi nãy giờ mình trồng á, cái rêu ở tiền sảnh á nó không có khít quá. Có nhiều bạn mình thấy làm kín hết, thì các bạn phải hiểu như là mình đang chơi ở cái dạng là xem nó phát triển, nên một thời gian những cái cây nó phát triển ra nó lớn với nhau á thì nó thiếu sáng, nên đó là lý do là mình phải để cái độ trống cho giữa những cái loại cây á, để cho nó có khoảng không gian lỡ nó phát triển thì nó lan ra được, đúng không? Chứ còn mình để kín mít giống như trong một số cái clip, tại vì ở ngoài nước ngoài nó khác, rêu của nó là cái rêu cụm chứ nó không lan như tiền sảnh mình được các bạn ha. Đến đây là gần như là gần xong rồi đó, thì mình trồng thêm một số cây nữa rồi mình bắt đầu vệ sinh bình, rồi sau đó là mình xịt giữ ẩm. Thì mình xịt giữ ẩm vừa phải thôi, mình khi nào mình thấy ở dưới cái đáy bình đó, nó có đọng nước khoảng tầm 1 cm đó, là mình biết là nó đủ ẩm rồi, còn cũng đừng ít quá. Thì hồi lúc đầu mình có nói các bạn là tại sao mình vứt cái ron của cái bình đi, thì sau một thời gian mình chơi mình phát hiện á là nếu mà bạn đậy kín quá thì nó sẽ tích nhiệt trong cái bình, nó làm chết rêu và cây ở trong bình. Mình bị mấy lần rồi. Rồi dần dần á, mình phát hiện là ở bên những cái clip ở nước ngoài nó cũng nào cũng làm bình rêu cũng có độ hở để nó thoát khí. Đó, nếu ẩm thì các bạn phải chịu khó sập, tại vì cái bình kính nó đã dễ hơn cái bình hở một phần á, là bạn có khi cả tuần á. Còn nếu nó ổn định cả tháng mà mới sập một lần, nên cũng đừng có lười ha. Mình chia sẻ để nói là sao bị chết là do nó hầm quá đó. Rồi tới đây cơ bản là tác phẩm mình hoàn thành các bạn. Đó, lên hình cũng luôn lên đúng không? Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi ha. Máy bay và hẹn gặp lại.